Ngay lúc này quá đông rồi nhỉ. Ngay lúc này nước mắt của sư thầy Minh Tuệ đã rơi. Nước mắt của sư thầy Minh Tuệ đã rơi. À, có vẻ như thầy khóa nào mệt mỏi cả nhà. Đấy, xin chào tất cả bà con cô bác đã quay trở lại video tiếp theo của em nha. Thì ngày hôm nay đây sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta đây. À, em cố gắng quay rõ nét nhất để gửi tới tất cả mọi người. Hiện tại là các sư thầy đang đây. Em sẽ quay trước khi quay và chia sẻ với thầy thì em sẽ quay toàn cảnh cho bà con cô bác thấy được không ạ? Thấy được không ạ? À. Không biết cả mọi người có thấy không? Đây xung quanh này. Đó, như một cái bộ phim truyền hình dài tập cả nhà ơi. Dường như là mỗi lần nhưng mà có vẻ thầy hơi mệt tại vì mỗi lần đảnh lễ thầy thì chắc chắn luôn là thầy sẽ phải cúi đầu lại. Phải đánh lễ lại cả nhà, đó là khổ thầy, tội nghiệp thầy cả nhà. Nhưng mà dường là chắc có lẽ là thầy sẽ chỉ còn ít phút nữa thôi là thầy sẽ bộ hành như cả nhà. Dạ, rồi. Nên là bà con cô bác em quay cận nhất đó thì bà con cô bác rộng lượng thì đừng quên đúng like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em như cả nhà. Những thước phim đẹp nhất thì gửi tới tất cả mọi người nha. Pháp sư vô, hộ pháp vô. Xin chào cô Lan, cô Xuân, chú Cường nha. Chị đánh lễ cho chị. Dạ, đánh lễ rồi. Ở đây mọi người đánh lễ rồi nhưng mà vẫn, tại vì thầy rất lâu sẽ quay lại nên là nhiều người đã luôn luôn ghé thăm. Luôn là gọi là nhìn thầy từ xa cho mọi người. Một lần đảnh lễ là chỉ không chỉ tầm được 5 người. Đó thì em cố gắng quay cho một cô bà con cô bác ở phía xa ở nơi xa có thể là nhìn thấy nha cả nhà. Cô bác ở xa có thể nhìn thấy thầy cho mọi người. Đây. Đó, thầy đang không biết là thầy có mong muốn cái điều này hay không nhưng mà thầy đã nói cái câu mà khiến cho Phật tử rất là rớt nước mắt cả nhà. Thì nhiều cô nãy 7-8 cô sái rồi rớt nước mắt rồi cả nhà. Chỉ vì cái đây phía xa này vẫn có cả nhà, đây phía xa vì cái hạn mà người ngày theo là không biết là bà con cô bác có nhận ra bản thân của mình ở trong này hay không. Ạ? Đây bà con cô bác nào ở Quảng Bình có thể nhận ra bà con cô bác mình ở đây nhá. Đó, chưa nào cũng ngồi may vá vậy chị. Đúng rồi. Chưa nào cũng vậy. Cho vào Phật tử người ta ở xa ta được thấy. Ngồi may đấy sao? May cái bàn tay khéo lắm. Có mấy sư lần đầu tiên may luôn, đụng một cái kim chỉ luôn. May mặc méo méo. Mới theo thầy đó. Mới theo thầy tè tè luôn. Dạ. Tan hay trẻ không? Sen. Tắp sen cả nhà ơi. Vâng. Cái vâng. Bao nhiêu người ha?
Nhiều người kêu thầy mệt nhưng mà thực ra là thầy đặt cái cảnh giới đó. Thầy không mệt đâu. Vâng, đặt cảnh giới đó không mệt đâu. Thầy đi như bay, vâng. Tại vì thầy bây giờ... Thầy bây giờ thầy đi bằng nửa hồi xưa. Thầy thương những người mà dạ. Những người ta mới theo phát tâm theo thầy đó. Cho nên là thầy đi ngưng chứ mà không có gì đâu. Vâng. Quá đông rồi cả nhà ơi, phía sau đây sâu xe nè. Dạ tầm xíu nữa. Đây xe xếp cả 500m cả nhà. Xe xếp cả 500m luôn. Cô đặt lễ chưa cô? Ờ, chưa nữa. Xem bên này có ai nhá. Xem bên này có ai không? Các nhà thấy không ạ? Đây phía xa xa các nhà thấy không? Rất đẹp luôn. Các nhà ủng hộ thì thương. Lần đầu tiên đến với kênh thì đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ. Hôm qua em đã bị hai cái tên áo trắng nó đánh cho hai cái tên áo trắng có mua đồ gọi là như là cứ tiếp cận lại gần đầy hãm hại thì em đã bị nó đánh cho sập cái kênh kia rồi. Bây giờ chỉ còn cái kênh này nha cả nhà. Mà còn cô bác ai rộng lượng, ai là Phật tử rộng lượng thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ con nha cả nhà ơi. Chị vô đánh lễ đi. Được, được. Được, được. Quá đẹp cả nhà ơi. Đấy là có một cái một con chú chó nó bật khóc cả nhà. Nó đứng ở ngay giữa này nó bật khóc cả nhà. Không biết là cả nhà có coi được hay không. Quá là nóng rồi cả nhà. Bây giờ. Dạ được, đi luôn này. Được, được. Chết. Không, không cần nước cũng được, không cần nước đâu. Vâng. Đi đi giống như ba chị kia đó, chị ba chị kia sao mình đi vậy? Hiện tại em cũng bị ốm rồi cả nhà ơi. Em bị ốm rồi nên là em sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Ho quá rồi, ho rồi. Có cũng cảm ơn cô Lan ngày hôm qua đã cho con donate, cho con ít tiền để con mua nước. Cảm ơn cô bác rất nhiều. Xin chào, phép chào và hẹn mọi người những tập mới tiếp theo nhé.